cái này gọi là diễn. Đôi khi có camera để gì không anh em, mình để mình diễn để xíu. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Last ST Vlog của mình ngày hôm nay nha. Thì khác với bình thường thì Last sẽ chạy một con moto, chạy con Bridgestone của mình á, màu đỏ, chạy vòng ngồi nói nhảm trên đó. Thì ngày hôm nay cái vlog này dùng để trả lời mấy câu hỏi mà Last cảm thấy mà anh em hay thắc mắc và anh em muốn được câu trả lời nhiều nhất. Thì Last ST của mình ngày hôm nay đã tổng hợp được tầm cỡ tầm cỡ 20 câu hỏi. Vừa rồi là vắng bóng hơn anh em là tầm cỡ 3 tháng trời đúng không? Đúng ngay mùa của cô dịch. Đúng ngay mùa của cô dịch cho nên á thì vừa bị chi phối bởi công việc. Điều tiên. Với cái thứ hai nữa là làm biếng. Đâu là do tính chơi lười. Cái thứ ba nữa là do làm biếng. Đâu là do tính chơi lười. Cái thứ tư nữa là do lười. Đâu là do tính chơi lười. Cho nên là mình không có làm nhiều cho anh em. Thì mong cũng anh em cũng thông cảm cho Lát nha. Thì đáp lại cái tấm chân tình mà cái vlog vừa rồi mới lên thôi thì cũng là khá nhiều là anh em nhớ Lát. Thì mà ok, coi như clip ngày hôm nay dành tặng để trả lời toàn bộ các câu hỏi dành cho anh em. Và đây là chuyên mục nói nhảm nghe xàm đến từ Last ST. Yo. Rồi, và bây giờ thì không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ đi ngay vào trong cái câu hỏi đầu tiên luôn. Đó là từ bạn Cụ Nhi Nhị. Cụ Nhị à, em muốn mua bản 125 xin giá với ạ. Thì 125 hiện tại bây giờ là chỉ toàn có những bản cũ thôi. Thì bạn có thể liên hệ đến trong cái group của mấy cái bên của Bridgestone đó. Thì bạn có thể đặt lên trên đó, bạn đăng một cái post nào đó, bạn hỏi có thể là có. Tại vì dòng 125 hiện tại thì theo thông tin của Lát biết được là như có thể là nó không còn sản xuất nữa. Chị hen. Câu hỏi của bạn Lợi Đặng Tấn. Cho em hỏi chỉnh garanti ngay chỗ nào vậy anh? Thì thông thường đó, những xe bình thường có bình xăng con, các bạn cầm cái vít các bạn chọt đâm xoáy đó. Còn đối với dòng Bridgestone của mình đó, thì họ lại bằng xài bằng kim phun với lại ECU, cho nên đó, khi mà bạn muốn chỉnh garanti bắt buộc là bạn phải map trên ECU. Còn nếu mà bạn lười á, hoặc là bạn có điều kiện hơn nữa thì bạn có thể mua cho mình con ECU RC Mini 5 Racer. À, thì con đó là bạn có thể tùy biến tùy chỉnh tất cả mọi thứ trên đó luôn, bao gồm cả guarantee rồi ABC EZ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hoàng Vũ. Con này cần bằng lái gì vậy anh? Hiện tại thì 150 phân khối chắc cần A2 không ta? A2 dưới sức chạy rồi. Nói giỡn với các bạn thôi, thì con này dưới 150 phân khối thì nó chạy. Thì mình sẽ sử dụng bằng lái, thông thường là bằng lái A1 cũng được rồi. Đối với những dòng nào mà trên 175cc thì các bạn có thể sử dụng là bằng A2. Nhưng mà các bạn chơi ngầm thì các bạn độ sổ trái lên trái sắm 2175 phân khối thì các bạn chỉ mình bạn biết thôi. Nhưng mà ngoại hình nó vẫn 50 mà đúng không? Công an mới biết điều đó. Cho nên đi ngoài đường nhớ cẩn thận nha, nếu mà anh em có sổ trái. Rồi, tiếp theo Lê Thông Minh. Ok bạn. Anh ơi, hình như mẫu 125 với 150 chỉ khác phân khối thôi, đúng không ạ? Mẫu 125 với mẫu 150 thì nó chỉ khác mỗi nhau ở đó là công suất máy thôi. Ở phiên bản 150 á, thì cánh tay dơ nó dài hơn so với bản của 125, cho nên á, công suất máy nó mạnh hơn. Thì dĩ nhiên 150 phân khối nó mạnh hơn 125 phân khối đúng không? Còn lại tất cả trên phiên bản nó đều sẽ giống y xì nhau, từ trên dưới xuống dưới luôn, từ trái sang phải nó không khác gì nhau hết đó. Nhiều khi mình nhìn vô mình sẽ không phân biệt được đâu, trừ khi các bạn hạ cục máy hoặc là trên giấy tờ mới có chuyện đó thôi. Các bạn lưu ý nha, nếu mà anh em nào mà đi mua xe cũ á thì nếu mà anh em chưa có kinh nghiệm xem á thì anh em nhớ check trong giấy tờ cho nó đàng hoàng một tí. Nếu không thì coi chừng anh em mua bản 125 mà lại trong giấy tờ ghi là 150 nha, cẩn thận thì vẫn hơn mà đúng không anh em? Cho mình hỏi con này đi mưa có bắn lắm không anh? Nếu có thì có cách nào khắc phục không? Con này đi mưa có bắn không hả? Lưng mình không dính sình, nhưng mà đầu mình dính sình, với mặt mình dính sình không mà. Nó đựng cái vậy đó, xe này đỉnh vậy đó. Mà đó là đặc trưng của toàn bộ tất cả các dòng của xe classic luôn rồi. Cho nên á,
mà nói luôn, mà các bạn chạy xe classic cỡ nào nó cũng văng hết, tại cái bản bánh nó rất là bự, với lại cái rãnh của nó rất là sâu, với lại do cái rãnh của nó nữa cho nên cái việc nó văng rất là bình thường, cho nên anh em nào đi cũng sẽ phải chịu trận chuyện đó thôi. Thứ nhất là trong mùa mưa anh em hạn chế mặc áo trắng, với lại đầu lúc nào cũng phải đội nón 3/4, đội nón 1/2 là dính lên tới nóc luôn nhỉ hen. Rồi nếu có cách nào khắc phục hay không, có là mấy bạn thấy mấy anh đi phượt không đó, mấy bạn ra bên lề, mấy bạn nhìn lên trên thấy có cái cây nào đó, chặt cái nhánh xuống treo cái sợi đít, rồi đó là cách dân giả free. Anh ơi, hiển thị số máy anh gắn ở đâu vậy, em search Google mà không biết ghi từ khóa sao cho đúng. Cái hiển báo số của anh cái lúc mà anh mua đó là ngay cái chỗ đó là anh kêu họ lắp báo số luôn cho anh rồi, thì nó giống như cái con Yamaha IB vậy đó, thì cái báo số đó thì anh em có thể chạy ra chợ Tân Thành anh em mua, còn anh em có thể hoặc là anh em đi qua bên chỗ của B2A Bửu Long, hoặc là bên 418 Nguyễn Văn Luân quận 6 á, Tấn Đạt Moto với lại BX Moto bên quận 10, anh em có thể hỏi ở bên đó. Còn nếu mà anh em nào muốn cho nó thẩm mỹ hơn á thì anh em có thể sử dụng cho mình đó là cái mặt đồng hồ của như đó của Ducati Sunler hay cái gì á, mình không nhớ, nó cũng đẹp lắm, nhưng mà trong đó vừa có hiện báo số báo xăng này nọ luôn, thì anh em không cần phải gắn như cái cục chiu 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 như mình á, nhìn nó hơi dơ xíu mà nếu mình nhắc nó dơ nó mới đỡ, nó bị gãy cái bát xong mình còn phải buộc nó bằng dây rút nữa kìa, nhìn nó đúng là con xe tạm bợ luôn á. Rồi câu hỏi tiếp theo, mình ở Châu Đốc An Giang mua xe này thì độ ở đâu bạn? Nếu mà anh em muốn độ xe thì anh em cứ mang thẳng cái xe lên trên Sài Gòn luôn, thì mình cũng có hai điểm recommend cho anh em, đó chính là 418 Nguyễn Văn Luân, Tấn Đạt Moto, hoặc là anh em có thể đi đến B2A Bửu Long, thì anh em có thể đến hai nơi đó để anh em độ xe, độ gì cũng được, từ nội công cho đến ngoại thất thì tùy theo nhu cầu và tùy theo số tiền túi mà anh em có để mà anh em cân nhắc. Câu hỏi tiếp theo, dòng này bền không ạ? Không. Nhiều người từ trước đến giờ á luôn gắn mác cho mình á là xe xuất xứ từ Trung Quốc đều không tốt đúng không? Nhưng mà nó cũng tùy thuộc rồi nha, nó giống như là mỗi lần mà các bạn mua xe hay là các bạn đi chơi xổ số cũng vậy, các bạn cũng phải nhờ nhân phẩm nữa. Tại vì một con xe là coi như là trong nhà xưởng á là họ sản xuất đồng loạt tất cả các xe luôn. Cho nên nó có những con tốt thiệt là tốt, có những con sẽ bị lỗi này lỗi kia, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhiều khi nhắc tới vụ này tôi mới tức nè. Thì hôm nay á là tôi không muốn công khai cái tên địa chỉ của cái tiệm đó là tiệm nào. Nếu mà hồi xưa có người mà bán cho tôi á mà có nhớ mặt tôi á, thì cái con Bridgestone của tôi á đã bị lột hai bên ốp hông đó, sơn từ của lấy từ những con khác sơn thành màu đỏ lắp lên cho tôi rồi, trong một thời gian rất là dài giấy tờ là không đáp ứng đủ rồi ABC đi dép. Cho nên á, khi mà anh em đi mua xe anh em nhớ check cho thiệt kỹ nha, check kỹ vào từng con ốc cho đến ngay cả cái gương của anh em luôn, tại vì hàng nhập về luôn một lô vậy đó thì chắc chắn là nó đủ phụ kiện hết, không có gì gọi là thiếu hết. Cho nên anh em nhớ lưu ý điều này, kinh nghiệm xương máu là tiền túi mình bỏ ra đúc kết cho anh em luôn. Quay lại tiếp, dòng này có bền hay không, thì câu này mình đã nói từ cái clip đầu tiên cho tới cái clip cuối cùng luôn rồi, bằng thêm cái clip này nữa thì mình nói luôn là xe bền hay không là của bền tại người. Tại vì có bạn luôn chạy con xe này tới 60,000 cây là trong vòng 1 đến 2 năm thôi là các bạn thấy kinh khủng cỡ nào, nhưng mà không có bị xuất hiện lỗi gì hết. Quan trọng ở chỗ là mỗi khi các bạn chạy xe, nó giống như người yêu của các bạn, các bạn có chăm sóc, các bạn có chăm chút cho bồ các bạn không, hay đến lúc nào các bạn cho nó ăn nó mập lù ra rồi các bạn chơi nó xấu. Muốn bồ ngon, muốn là tô phở của hàng xóm, nhìn vô thì các bạn phải nên biết mình nên làm gì cho cái xe của mình rồi đúng không? Thứ nhất là phải luôn luôn kiểm tra định kỳ sau 2500 km nè. Và cái thứ hai nữa, mỗi khi các bạn đi trời mưa hoặc là đi tour xa bắt buộc là các bạn phải kiểm tra, sau đó các bạn phải bảo dưỡng lại. Nhớ kiểm tra lại trong cái phần bơm xăng và kim phun. Và con này là kim phun điện tử, và các bạn đã biết rồi, đụng đến điện tử là nó hay dễ bị lặt vặt lắm nếu mà các bạn không thường xuyên kiểm tra nha. Nhớ nha, của bền tại người, của bền tại người. Dòng này bền hay không là tại các bạn chạy, cho nên các bạn cứ mua đi. Nếu đối với bản thân của lát á, chị chạy con này lát thấy nó bền, nhưng mà do hôm gầy bỏ bù lăng bù lóc cho nên nó cũng hơi cụ bắp xuống máy rồi. Thì trong dự định trong tương lai, nếu có tiền qua mùa covid
Thì lát sẽ cố gắng độn thêm một vài cái nữa để cho con xe mình nó ngon hơn. Thì định hướng sắp tới là lát có thể sẽ chạy con xe này là theo form của tracker, tại vì mình là một người thích xe dịch. Con xe cà phê racer của mình thiệt sự là nó vẫn chưa thuần chất cà phê racer đâu, mình phải hạ cái ghi đông xuống nữa mà chạy chi cho nó cực. Nhiều khi thấy đẹp thì đẹp đó, nhưng mà chạy nhiều khi còng lưng quá già cả rồi. Cho nên tùy sở thích của mỗi người. Camera kém quá không sang, quê tôi miền Tây. Camera kém quá không sang. À, chương trình này không được tài trợ bởi GoPro với lại Canon nha các bạn. Xin lỗi nha, tại nhiều khi lười cho nên không có rảnh đem miếng này theo nặng. Đâu là do tính chơi lười. Mấy bạn biết một lần mà đi setup quay á là nó cực đến như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ những cái gì mà mình đang có trước mặt với có sau lưng của mình nè. Đó, như các bạn thấy đó, tùm lum đồ nghề như vậy mà các bạn sách đi theo rồi các bạn quay rồi bưng nhiêu đống đồ đó. Thì mình nói thiệt luôn, tại vì mình làm cái này là vì vui, với lại vì mình muốn giao lưu với anh em cũng như là chia sẻ kinh nghiệm với anh em thôi. Không có khoe mẽ mấy cái thứ gì hết. Chứ nếu mà các bạn muốn quay đẹp tới cỡ nào thì mình quay cũng được cỡ đó. Nhưng mà mình là Moto Vlog, mà vlog thì nó sẽ đánh đến những đối tượng là nhanh, gọn, lẹ. Cho nên đó là những mục tiêu mà lát hướng tới. Cho nên những cái vật này thì mình có chứ không phải là không, nhưng mà từ từ là sẽ xài nó đúng mục đích. Chứ mà nhiều khi nó chỉ tới đây thôi mà các bạn đẩy lên tới đây nó cũng không đúng lắm luôn à. Thì đây là hai cái mà mình ưu tiên hàng đầu cho việc tiện lợi. Cái thứ hai nữa là hiện tại là mình chưa có đầu tư thêm bộ adapter chuyển cho cái việc cho nói với lại mic với lại của hai con GoPro này. Con GoPro này tôi nói thiệt với các bạn, cũng chia sẻ với anh em luôn, nếu mà anh em nào mà có xài những con GoPro 360 thì khuyến cáo á là anh em hãy đầu tư một con máy cho thiệt mạnh trước khi mà anh em sử dụng con này. Mặc dù mình có đó mà không sử dụng, nhưng mà tại vì nhiều khi nó nặng quá mình edit cũng không nổi luôn. Cho nên anh em lưu ý khi mà mua GoPro 360 nhé. Đó, tiện dụng là trên hết. Vlog là phải nhanh, gọn, lẹ, thấy cái gì chụp ở đó. Nó giống như thấy con gái ngoài đường má đi tia được, bắt qua xin số nó lấy điện thoại liền, đúng không? Nope. Có dòng xe phiên bản 2020 chưa bạn? Hiện tại thì 2020 với lại bản không biết bạn muốn nói về cái dòng nào. Thứ nhất là dòng 250, dòng 500 phân khối, dòng 150 phân khối, 125 phân khối, và có thậm chí luôn cả có một dòng nó y chang như mấy con Honda Monkey vậy đó. Không biết bạn muốn hỏi về phiên bản nào, nhưng mà thì lát sẽ chia sẻ cho các anh em biết. Đó là hiện tại đang có hai phiên bản, dễ phân biệt lắm, không cần biết năm đâu, tầm có đầu giữa năm 2019 cho tới bây giờ là bản Mã Lai, là gọi là bản xuất xưởng từ Malaysia đó. Thì những dòng chở đó về đi á thì nó sẽ là bản của Trung Quốc, nhưng mà lát hơn cái giớ được hàng Trung Quốc nhưng mà công nghệ của bản Mã Lai. Anh em hình dung là được chưa? Đó, hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu. Hiểu mà không thích thì hiểu. Đó. Thì các đặc trưng của cái phiên bản mà hai phiên bản đó mà anh em biết dễ nhất đó chính là, thứ nhất là về cục ECU nè, về cái bên hai bên cái phần lốc máy á, hai bên dưới hai phần lốc máy là sẽ ghi Made in Malaysia hoặc là thêm cái chữ Bridgestone đó. Thì con ECU nó sẽ được nâng cấp hơn cho anh em, đó là bản 2.0 V2 thì phải. Thì cái trường dữ liệu nó nhiều hơn rồi, để cho anh em có thể gọi là khi mà trường dữ liệu nhiều á thì bộ định tuyến của nó ABC để giá thì nó sẽ hoạt động tốt hơn đó. Mỗi khi mà anh em muốn map ECU, đừng map ECU. Nếu mà anh em có điều kiện thì anh em hãy mua hẳn luôn con 5 triệu như là Mini Eraser 5. Mình không có thần thánh nó, thì hiện tại thì mình thấy chỉ có một con đó Plug and Play được rồi thôi. Còn Plug and Play là cái gì thì có nghĩa là gắn vô chơi thôi, chứ anh em không cần độ chế gì hết á. Và mọi thứ nó sẽ thông qua bên của app luôn. Tiếp theo, BX đi xuyên Việt có ok không anh? Con quay 110 của Đăng Khoa còn đi xuyên thế giới được thì con này nghĩ địa gì ta? Quan trọng á là vẫn nằm ở anh em thôi. Anh em bảo dưỡng tốt và anh em thay thế đồ phụ tùng tốt thì anh em có thể đi tới tận chân trời. Còn những người nào mà chưa có điều kiện thì cứ để zin mà xài thôi, phải giữ kỹ hơn so với những người có tiền độ đó. Trời ơi, đi tới đâu luôn. C
xe bạn à, tiếp theo là câu hỏi của anh xe bạn tay côn của bạn bóp nhẹ nhàng quá khi lên trả số xe đều không giật, còn xe mình thì lên xuống số 1, 2 hoặc từ số 3 về số 2 nó đều giật. Cho hỏi không biết xe lỗi gì không ạ? Xe mình mua Classic 150 đi 2.500 cây rồi, cảm ơn. Xe mình thứ nhất là mình đã thay về bố nồi rồi, thì mình thay bố nồi Racing thì cái bố nồi đó nó mỏng hơn so với bố nồi Zin xíu. Cái thứ hai nữa là mình đã thêm một phần trợ lực côn, nó giống như một cánh tay đòn thôi anh em. Khi mà cánh tay đòn anh em dài ra thêm xíu thì lực anh em bóp côn nó sẽ nhẹ hơn. Rồi còn tại sao mà mình trả số nó mượt là tại vì mình chạy trả đúng vòng tua, thì bạn cũng nên xem lại cái cách khi mà các bạn chạy tay côn. Các bạn nên số nó sẽ gọi là cái gì ta, trả số đúng vòng tua với lại là anh em sẽ chạy đúng vòng tua thì nó sẽ không bị giật xe. À, nếu mà có chuyện gì thì anh em có thể kiểm tra lại bố nồi, hoặc là anh em có thể đi ra 4-18 Nguyễn Văn Luân, quận 6 để mà anh em lắp thêm cho mình cái gọi là trợ lực tay côn. À, xe Lexus hay xe Cà Phê Racer hay xe Scrambler 150 thì nó vẫn y chang nhau chứ nó không có khác gì đâu. Đi 2.500 cây rồi đúng không, thì nhớ cố gắng bảo dưỡng tốt hơn xíu là xe sẽ chạy ok. Cho em hỏi nếu độ kiểu bô như anh thì khả năng bắt bô độ cao không? Đó là cái câu này thì hồi xưa mình cũng hay thắc mắc, mình cũng hỏi rất, cũng tính đi hỏi nhiều anh em lắm. Thì sau khi mà gắn bô chạy 1.5 ngay đây thì mình chạy qua những cái nơi cao điểm hoặc là có những nơi mà cực kỳ gắt, nó giống như là Vũng Tàu nè, hoặc là gần với khu Đà Nẵng nè, Phú Yên chạy ra Đà Nẵng á, thì hầu như là mình chưa bị bắt vì bô lần nào, mà chỉ chạy vì quá tốc độ thôi, người ta không quan tâm đến cái bô của mình. Được một cái á, là thí dụ mình có thể la liếm với mấy anh giao thông á, mình có thể ngồi năn nỉ hoặc là xin lỗi xíu là mấy anh cũng bỏ qua cho mình thôi. Nó chỉ có một vấn đề là các bạn đi bình thường hoặc là các bạn đi nhẹ nhàng thôi, tầm 60-70 cùng lắm lố 10 cây thì mấy anh cũng không làm khó gì đâu. Thì nói chung cũng là nằm ở mức nhân phẩm của anh em thôi. Anh em nhân phẩm anh em càng cao thì anh em sẽ không bị bắt, chứ mình chạy từ đó tới giờ cũng không bị bắt luôn. Có một lần mình kể câu chuyện là mình đi Vũng Tàu thì mình cũng bị các anh cơ động á, dạ, có chuyên đề á, mấy anh hỏi quắc vô mà anh thôi kỹ lắm nhé anh, mà anh kêu bô độ em nói no, bô của em là bô nguyên bản. Mấy anh suy nghĩ mất 3 giây tại vì lúc đẹp, lúc mà mình chạy vô cái mình âm côn mình tắt máy luôn đó. Mấy anh không nghe được, chạy từ xa thì được cái bô, cái lon của mình là lon Cardinal được gia công đặc biệt đến từ bên phía của BA Vũ Long, thì mình mua cái bô đó là tầm có 2.5 triệu. Ở đây không có quảng cáo gì hết, thì ở đây gọi là thấy có cái gì hay thì giới thiệu cho anh em thôi. Thì mình thấy cái lon bô rất là ok, mà chạy nó vừa ấm, nó vừa đồng nữa. Mình cảm giác mình chạy giống như là Ducati, á. Rút lại câu đó là nhờ nhân phẩm, nhớ nghe. Câu hỏi tiếp theo, Ad Huy đẹp trai không? Khỏi, khỏi hỏi, tôi biết tôi xấu rồi, mấy ông khỏi người chê. Ôi, nói đùa với anh em đây thôi. Thì đó là bấy nhiêu câu hỏi mà Lát thu thập được và cũng muốn gửi đến anh em. Thì đây là những cái thông tin ngoài lề nè. Thì hiện tại thì mình đã có thấy có thông tin pre-order về những con Crossfire BX 500 phân khối rồi, mà cũng như là BX 250 rồi. Thì đâu đó tầm cỡ 2-3 tháng nữa về thôi, thì anh em có thể pre-order thôi. Thì tôi nói trước thì những dòng này nó rất là nhanh hết hàng nha, mà cũng khuyến cáo là những dòng gì thường đời đầu nó sẽ dễ bị lỗi lắm, cho nên anh em cũng nên cân nhắc. Nếu mà mình có dư giả điều kiện thì mình cũng có thể chơi thử cho biết. Và những dòng từ 250 phân khối cho đến 500 phân khối cũng thích hợp cho anh em nào mà vừa mê form cổ điển nè, vừa thích vừa mới tập chạy phân khối lớn nữa, thì nó cũng rất là thích hợp cho anh em. Ok, đó là toàn bộ những câu hỏi và cũng như là thắc mắc của anh em. Thì Lát đã trả lời cho anh em trong cái series này lần đầu tiên. Nếu mà anh em thấy cái series này hay á, thì anh em hãy cố gắng like với subscribe cho tôi đi, hoặc chia sẻ đi đó. Thì ai cũng vậy, làm clip hay làm vlog gì cũng muốn nâng cao chất lượng của mình hết, đúng không anh em? Ok, một lần nữa cảm ơn anh em, hy vọng anh em luôn luôn ủng hộ Lát ST nhé. Còn anti fan hay gì thì tôi cũng không quan tâm cho lắm. Bye bye.